Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm một cái bồn nước phụ cho bồn nước nóng năng lượng mặt trời. Thưa các bạn, đối với cái bồn nước nóng năng lượng mặt trời đó, những cái hộ gia đình mà người ta lắp đặt sau, tức là lắp đặt sau khi mà mình đã lắp đặt cái bồn nước lạnh rồi, thì đó mình mới phát sinh làm cái bồn nước nóng năng lượng mặt trời. Thì như vậy có một cái vấn đề xuất hiện, đó là mình phải nâng cao cái bồn nước lạnh lên ở một cái độ cao cao hơn cái bồn nước nóng. Thì như vậy thì cái áp lực của bên nước lạnh nó mới đẩy cái nước nóng nó xuống được. Thì như vậy thì để giải quyết cái vấn đề đó thì mình phải nâng cao cái bồn nước lạnh lên. Thì như vậy nó phát sinh một cái chi phí rất là cao, mà nó cũng tốn thêm nhiều cái tiền bạc cũng như là công sức. Thì có một cái giải pháp, đó là mình sẽ lắp một cái bồn nước phụ cho cái riêng cho cái bồn nước nóng. Thì như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều, mà nó cũng dễ làm được các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm một cái bồn nước phụ dùng cho bồn nước nóng năng lượng mặt trời. Nó rất là đơn giản và các bạn có thể tự làm lấy ở nhà được. Thì mình vật tư thì mình cần có là một cái cây cấp cầu nha các bạn, một cái cây cấp cầu. Thì cái cây cấp cầu này, cái đặc tính của nó rất là đơn giản, đó là nó khi mà cái mực nước nó dần lên thì nó đẩy cái phao màu cam này lên, thì nó sẽ chặn nước lại. Còn khi mà mực nước nó xuống thấp thì cái phao này nó cũng hạ xuống, thì nó lại cấp nước vô. Mình cần hai cái nắp bích 114. Một đoạn ống ống nước 114 ha, dài là 3 tấc rưỡi. Một cái van 21. Một cái 1 mét ống 21 hoặc là dài hơn tùy theo cái chiều cao của cái bồn nước nóng của mình ha. Một cái co găng trong và một cái co găng ngoài. Thì thưa các bạn, ở đây là mình đặt một cái giả định, đây là một cái bồn nước nóng năng lượng mặt trời ha. Cái bồn nước nóng năng lượng mặt trời thì là nó có một cái lỗ ống để đi vào. Thì cái lỗ ống đi vào này thì trước khi nó đi vào thì nó là bằng có một cái van một chiều ha. Thì cái này là nó có sẵn ở trong cái bồn nước nóng rồi nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành lắp đặt nha. Đầu tiên ở cái mặt bích 114 này nè, mình sẽ khoan nó hai cái lỗ hai bên ha, hai cái lỗ 21 hai bên. Tiếp theo mình sẽ gắn cái cây cấp này vô. Rồi, ở cái lỗ thứ hai này đó, bạn gắn một cái nối găng ngoài. Rồi, ở chỗ cái chân của cây cấp này mình sẽ gắn cho nó một cái nối găng chồng. Tiếp theo đó mình sẽ gắn cho nó một cái van ở trước cái cây cấp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái độ cao của cái cây cấp này sao cho nó cao hơn cái bồn nước nóng một quãng nha các bạn. Cao hơn càng tốt, cao hơn nữa càng tốt, nhưng mà tối thiểu là nó phải cao hơn cái mặt của cái bồn nước nóng này, từ cái đáy
chỗ cái đáy của cái mặt bích 114 này nè, nó phải cao hơn cái bồn nước nóng năng lượng mặt trời nha. Như vậy thì nó sẽ đủ sức nó đẩy nước lạnh qua. Trong thực tế thì mình sẽ lắp đặt cho nó cố định. Ở đây mình sẽ làm cái mẫu hình cho các bạn xem. Sau đó mình không có dán kèo. Còn trong thực tế thì các bạn phải dán kèo cho nó đầy đủ. Rồi thì nguyên lý hoạt động nó rất là đơn giản nha các bạn. Thì khi mà mình cấp nước cho cái cây ống cấp này, mình mở cái van thì nước nó sẽ đi theo cái đường này, nó đi ở đây và nó nâng lên ha. Nước nó lên, nó sẽ lên chỗ cái mực nước nó lên đến cái phao này, nó sẽ đẩy cái phao này lên. Đẩy cái phao này lên thì nó sẽ chặn nước lại, nó khóa nước lại không cho nước vô nữa. Rồi thì nước ở chỗ đây nó mới sẽ chảy cung cấp cho cái bồn nước nóng năng lượng mặt trời. Khi mà cái mực nước nó xuống, cái mực nước nó chảy xuống đây thì cái này nó, cái phao lại hạ xuống là nước nó lại tiếp tục cấp lên. Thì như vậy là cái vòng tuần hoàn của nó sẽ bảo đảm lúc nào ở đây nó cũng có nước hết và nó không có bị tràn nước. Nhờ cái cơ cấu đóng mở này thì cái mực nước nó luôn luôn là nó có mà nó không bị tràn. Sau khi mà các bạn mà đã làm xong đó thì đó là mình sẽ đậy cái này lại. Các bạn cũng phải dán kèo đầy đủ. Rồi, mình sẽ đậy cái nắp này lên. À, thì mình xin nhắc lại với các bạn là như thế này. Cái nước nó cấp vào đây, nó đi lên trên đây là nó sẽ đầy lên cái mực nước lên đây trên gần đến cái miệng của cái ống này. Thì từ đây nước nó sẽ cấp xuống bằng cái đường này cho cái bồn nước nóng năng lượng mặt trời của mình ha. Thì do cái này nó cao hơn cái bồn nước nóng năng lượng mặt trời, do đó thì cái áp lực của ở đây nó sẽ đẩy cái nước nóng xuống cho mình tiêu dùng. Rồi ở đây thì cái cơ cấu của cái phao này nó bảo đảm cho các bạn là nước nó không có bị tràn ha. Rồi với cách làm này thì nó rất là đơn giản mà cái lợi ích kinh tế của nó cũng rất là tiết kiệm nha các bạn. Thì nó sẽ đem lại một cái hiệu quả rất là cao trong cái cách này. Thì mình xin lưu ý luôn các bạn là đối với cái bồn nước nóng năng lượng mặt trời đó, mình nhất định là phải có cái bồn nước phụ này nha các bạn. Các bạn không nên mà trực tiếp đưa cái nước cấp này thẳng vô trong đây mà không có cái bồn nước phụ. Tại vì nếu mà bạn mà đưa cái nước cấp hẳn vô trong cái bồn nước phụ đó thì nó sẽ xảy ra một cái điều nguy hiểm là do cái bồn nước nóng năng lượng mặt trời này nè, cái áp lực của nó không có, cái độ cứng của nó không có chịu nổi cái áp lực quá mạnh của cái nước cấp, nhất là vào cái buổi tối buổi khuya đó, cái nước nó là rất là mạnh. Nếu mà mình không xài cái bồn nước phụ mà mình đưa thẳng cái từ đây mà đưa qua đây luôn đó thì nó có thể làm bể cái bồn nước nóng này nha các bạn. Do đó các bạn nhớ là không bao giờ mà mình đưa thẳng vô trong đây mà bắt buộc phải qua cái bồn nước phụ để cho cái này nó giảm áp, nó điều chỉnh cái lượng áp lực mà nó vừa đủ thôi chứ nó không có là bị cái áp lực quá lớn. Đã chia sẻ với các bạn cái cách làm một cái bồn
nước phụ cho cái bồn nước nóng năng lượng mặt trời nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và các bạn thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Mến chào các bạn.